bật mí cách giải bùa miên đơn giản, đem lại hiệu quả cao. Một trong số các loại bùa yêu được nhiều người nhắc đến hiện nay đó chính là bùa miên. Người ta đồn rằng bùa miên có thể thể giúp người làm bùa chiếm đoạt được tình cảm, cũng như thế xác của người bị yểm bùa. Vậy, cách giải bùa miên như thế nào? Tất cả sẽ được chúng tôi bật mí cụ thể ngay, dưới bài viết sau để các bạn được nắm rõ. 1. Đôi nét về bùa miên Trước khi đi vào tìm hiểu cách giải bùa miên, hãy cùng với chúng tôi điểm qua đôi nét về lá bùa ngải này trước bạn nhé bùa miên là bùa ngải có nguồn gốc xuất xứ tại trà vinh địa phương này có nhiều ngôi chùa cổ miếu xưa của người miên để lại với nhiều câu chuyện ly kỳ thần bí và ghê sợ ngoài ra bùa miên còn được nhiều người biết tới là bùa yêu của người miên mục đích chính của loại bùa yêu này là chiếm tình cảm của người khác giữ họ ở bên cạnh mình bất kể đối phương có muốn hay không thực tế đã có nhiều người lợi dụng điều này và sử dụng bùa miên sai mục đích. Cụ thể, họ làm bùa miên để sai khiến người khác phục vụ mình về nhu cầu tình dục, lẫn vật chất. 2. Chấu hiệu người bị trúng bùa miên như thế nào? Cách giải bùa miên hiệu quả nhất là khi phát hiện người bị trúng bùa sớm. Vì thế, bạn cần phải nắm rõ cách nhận biết bị bỏ bùa điển hình sau, để kịp thời có phương án hóa giải hiệu quả. Người đang khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường bỗng nhiên cơ thể gầy yếu, đau ốm xanh sao đi khám bác sĩ không phát hiện ra bệnh lý nào thần thái luôn trong tình trạng mệt mỏi và không có sinh khí tốt nhất để làm việc và sinh hoạt hàng ngày người trúng bùa miên tự dưng yêu thương và theo ái đó một cách mãnh liệt dù gia đình có ngăn cấm họ cũng không nghe và thậm chí sẵn sàng bỏ nhà ra đi theo người yểm bùa lưu ý bùa miên được đánh giá là loại bùa ngải huyền bí và ma mị do đó việc bỏ bùa ngải này khá dễ dàng có thể là bỏ qua tô hủ tiếu bánh canh hoặc là viên kẹo. 3. Cách giải bù miên đơn giản mà hiệu quả. Cách hóa giải nhà biển bù miên hiện đang là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Thực tế, hiệu quả của giải bù miên sẽ phụ thuộc lớn vào ý chí mỗi người, lẫn trình độ của thầy Pháp sư yểm Bùa. Thực tế, có người áp dụng cách giải bù miên đơn giản chỉ, với việc vứt chai dầu sức đi sẽ tự nhiên tỉnh mộng. Sau đó, họ liền nhận ra được việc mình đang làm là sai và quyết tâm buông bỏ. Thế nhưng, cũng có nhiều trường hợp người bị bỏ bùa miên khó nhận ra rằng bản thân đang bị ai đó bỏ bùa. Do đó, các trường hợp này đều tìm tới địa chỉ thầy bùa ở Trà Vinh để nhờ thầy hóa giải. Trường hợp, nếu bạn bị dính ngải, phụ thuộc vào từng loại ngải, có loại chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, độc tính nhẹ. Nếu không bị nhiễm nữa, người bị nhiễm ngải sẽ tự khỏi. Thế nhưng, có loại ngải độc tính mạnh, nếu không biết cách giải bùa miên kịp thời sẽ bị mất mạng hoặc không thể bình phục. 4 hướng dẫn cách giải bùa miên phật pháp các loại bùa hại người trên thị trường hiện nay còn được hóa giải bằng phương pháp phật pháp trong đó có bùa miên nếu bạn không muốn tìm thầy giải bùa hãy chọn cách lên chùa để giúp tâm hồn được thanh tịnh mặt khác tại chùa bạn sẽ được tiếp xúc với các thầy đạo hạnh cao nhờ đó thầy có thể giúp bạn từ từ hóa giải loại bùa ngải miên đang yểm vào con người mình mặt khác bản thân bị bỏ bùa ngải có thể do ác nghiệp đến vì thế việc lên chùa tụng kinh niệm Phật sẽ giúp bạn tiêu trừ được nghiệp chướng của bản thân. Nhờ đó, bùa ngải sẽ dần bị triệt tiêu hết. Chỉ nhiên, cách giải bùa miên này, đòi hỏi sự kiên trì và không phải người bị yểm bùa nào cũng có thể làm được. Năm, Nhờ thầy Pháp Vi giải giúp. Vì thế, cách tốt nhất vẫn là tìm một thầy Pháp sư giải bùa giỏi như thầy Pháp Vi, để nhờ thầy giúp đỡ. Bạn vừa được nhanh chóng phát hiện ra đối phương yểm bùa mình vừa được thầy hóa giải bùa ngải, mà không phải mất nhiều thời gian công sức lẫn tiện của. Thực tế, đã có nhiều người bị yểm bùa ngải miên nhờ thầy phá phi giúp đỡ và thành công. Vì thế, các bạn có thể yên tâm tuyệt đối khi nhờ thầy hóa giải bùa miên. Chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy phá phi giải giúp. Con chào thầy phá phi À. Con có một việc muốn bạch thầy nhờ thầy cứu giúp giải bùa miên giúp cờ đây con. Chuyện là con trai con năm nay 24 tuổi, bị một đứa con gái hơn 9 tuổi bỏ bùa mê. Con nghĩ con trai con đã bị dính bùa đó rồi các hiện tượng y như thầy bá vì nói trên clip và nó đã bỏ nhà đi trong tết chờ tắt dt không liên lạc được con trai con vừa tốt nghiệp đại học xong đang đi học tiếng nước ngoài thì gặp cô ta đầu óc thì chị chị em em cháu từ bé đến giờ chỉ biết học không tiếp xúc với ai không có bạn bè sau khi quen cô ta cô ấy mời đi uống cà phê rồi ăn tối còn cho con em hút thuốc gì không biết mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy phá vì giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy phá phi giúp đó, thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau một liên hệ qua Zalo anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi hai liên hệ qua Facebook anh chị vào Facebook vào ô tìm kiếm điện số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi ba nhắn tin qua số điện thoại Ứng dụng Viber hoặc HiSharp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy bá vi. Bốn liên hệ qua mail cua sotiny255gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.